Tỉnh Nghệ An hiện có 82 km bờ biển và 4.230 hải lý vuông mặt nước. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để Nghệ An khai thác tiềm năng, nguồn lợi, thủy hải sản, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền, lãnh hải thiêng liêng của đất nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, tính chất phức tạp của Biển Đông đã tác động không nhỏ đến việc khai thác, đánh bắt của bà con ngư dân, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sự phát triển kinh tế xã hội của các khu vực ven biển. Và sự ra đời hoạt động của lực lượng dân quân biển tại các địa phương góp phần hỗ trợ bà con ngư dân trong hoạt động đánh bắt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về biển đảo, đồng thời giữ vai trò nòng cốt trong công tác cứu nạn, cứu hộ, thông tin về tình hình trên biển đến các cơ quan chức năng nhằm bảo vệ vùng biển đảo của Tổ quốc. Như hiện nay thì tình hình trên biển cũng rất là phức tạp, cho nên cái lực lượng khi có lực lượng dân quân biển này thì bà con ngư dân cũng rất là an tâm đánh bắt ở trên biển, đồng thời động viên ngư dân là bám biển, và khi họ đã có lực lượng dân quân biển rồi thì thật sự là bà con ngư dân cũng rất là phấn khởi, họ luôn luôn là có hướng tích cực là đánh bắt xa bờ. Ở xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, không ai là không biết ông Đồng Văn Huyền, thuyền trưởng tàu NA95614TS. Bởi lẽ ông Huyền không chỉ là người thuyền trưởng với 30 năm kinh nghiệm đi biển, mà ông còn là tiểu đội trưởng thuộc trung đội dân quân biển xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu. Trên tàu do tiểu đội trưởng Đồng Văn Huyền chỉ huy có 10 thuyền viên, đồng thời là những chiến sĩ dân quân biển. Họ có nhiệm vụ vừa bám biển khai thác, vừa bảo vệ ngư trường, hỗ trợ bà con ngư dân đánh bắt, cứu nạn, cũng như xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình đi biển. Hiện nay là Biển Đông nó nhiều cái phức tạp, nhưng mà trong cái đội dân quân biển thì thường xuyên là 3 tháng tập một lần, thì nói chung cái vừa đi khai thác và vừa bảo vệ biển đảo, thì trong cái riêng đội dân quân biển rồi thì ngoài ra thì có một tập, tức là anh em vẫn thành lập một tổ đội sản xuất ở trên biển để giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực là có những cái gì là để báo cáo về cho, tức là biên phòng hay là hoặc ở đâu về nhà trên đất để cái việc đó để cho là làm vừa đúng với vừa đánh bắt vừa khai thác và giữ cái biển đảo của Tổ quốc ra. Hiện nay ở Nghệ An có 12 trung đội và 7 tiểu đội dân quân biển với biên chế gần 130 đồng chí. Đây là lực lượng bán vũ trang gắn hoạt động sản xuất khai thác với sứ mệnh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam trên biển. Trong thời gian qua, lực lượng dân quân biển đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị cho các chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, tham gia cứu nạn, trục vớt nhiều tàu thuyền gặp nạn trên biển. Dân quân biển là cầu nối giúp các cơ quan chuyên trách nắm rõ tình hình và mọi diễn biến trên vùng lãnh hải của Tổ quốc. Thì ngoài nhiệm vụ đánh bắt khai thác thủy hải sản ấy, thì lực lượng dân quân biển đã tham gia nắm tình hình ở trên biển, thu thập được rất nhiều tin tức, gồm những tin tức về các cái tàu thuyền lạ của nước ngoài xâm nhập vi phạm chủ quyền của nước ta trên biển, rồi thông báo kịp thời những cái tàu thuyền bị nạn trên biển và có cái phương án đề xuất trong việc cứu hộ cứu nạn, và là lực lượng nòng cốt giúp cho ngư dân tạo được cái niềm tin trong quá trình khai thác thủy sản trên biển. Và sự hiện diện của lực lượng dân quân biển trong các ngư trường ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các khu vực lân cận đã góp phần xây dựng cái niềm tin cho nhân dân vững tâm trong quá trình tham gia đánh bắt thủy sản cũng như là bảo vệ chủ quyền của nước Việt Nam trên biển. Nối tiếp truyền thống lịch sử của dân tộc, trong giai đoạn hiện nay, lực lượng dân quân biển tiếp tục giữ vai trò vô cùng quan trọng trong công tác phát triển kinh tế xã hội, đi đôi với nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ của đất nước trên biển. Lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương trợ và sự chủ động trong mọi tình huống chính là phẩm chất tiêu biểu để lực lượng dân quân biển tiếp tục là điểm tựa, là niềm tin của Đảng và nhân dân.